đây là cộng nghiệp sở cảm. Nếu như bạn thật sự giác ngộ rồi từ đây vì sao không phê bình người khác nữa? Vậy là bạn đã tu đại công đức. Vì sao vậy? Vì từ nay vì sao ta không phá hoại sự an định của xã hội nữa? Ta không phá hoại hòa bình của thế giới nữa. Cái công đức này của bạn lớn biết bao. Tuy nhiên người thế gian không ai khen ngợi bạn vì sao vậy người thế gian không biết tôi thì biết nên tôi khen ngợi bạn xin nói với bạn là chư phật bồ tát biết thiên long thiện thần cũng biết trước tiên tu từ khẩu nghiệp kinh vô lường thọ vừa mở đầu là vì chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người phật thật sự từ bi đến cực độ chẳng những miệng không nói chuyện không nên nói lỗi của người khác trong tâm cũng không nên ghi nhớ không thể có cái ý niệm này chúng ta phải nuôi dưỡng cho tâm thanh tịnh tâm của chúng ta phải giống như cái ly trà này cái ly trà này hy vọng chứa đựng cái thiện nhất Cái đẹp nhất của tất cả chúng sanh Thì tâm chúng ta mới thiện, mới đẹp Tuyệt đối không nên chứa đựng rác rưởi của tất cả chúng sanh Điều bất thiện nhất, điều hư nhất, điều dơ bẩn nhất, điều ác nhất Thì tâm của chúng ta trở thành tâm xấu xa Cái đạo lý này cũng dễ hiểu thời thời khắc khắc tự mình phải chú ý nhìn thấy tất cả những điều bất thiện thì tuyệt đối không để ở trong tâm tuyệt đối không nói ra tu hành là bắt đầu từ chỗ này con người vẫn có một mặt thiện con người dù có ác nhưng trong cuộc đời của họ cũng có những việc làm đáng được khen ngợi chúng ta học phật ở trên kinh phật dạy cho chúng ta tất cả chúng sanh đều có phật tánh cậu thánh tiên hiền thì dạy cho chúng ta tánh của con người vốn là thiện điều này chúng ta phải khẳng định Lúc ở Úc Châu Tôi cũng thường nói Trường đại học Queensland Có một vị giáo sư già Năm nay ông đã bảy mươi mấy tuổi rồi Ông đã nghỉ hưu Là vị giáo sư rất tốt Chúng ta hay gọi là giáo sư nổi tiếng Sau khi ông về hưu Nhà trường có tặng cho ông một bằng khen giáo sư danh dự ông không còn dạy học nữa ông được nhà trường khen tặng giáo sư danh dự cái địa vị thân phận này rất cao ông được nhà trường khẳng định có một hôm ông đến hỏi tôi thưa pháp sư tình công ông hitler cũng phải là người tốt phải không tôi gật đầu nói đúng bản tánh của ông ấy là thiện mà ông ấy có phật tánh ông ấy đã tạo nhiều tội ác đó là tập tánh không phải là bản tánh chúng ta phải hiểu được điều này vì ông ấy không gặp được người tốt để dạy cho ông cho nên những người làm công tác giáo dục nhất định phải khẳng định con người tánh vốn thiện sự thành tựu của giáo dục là phải giáo dục người bất thiện trở thành người thiện thì sự giáo dục của bạn đã thành công chuyển ác thành thiện chuyển mê thành ngộ bậc cao nhất là chuyển phàm thành thánh thì sự giáo dục của bạn đã thành công Tuyệt đối không thể nói người này bất thiện Người kia không có thiện căn Chúng ta khai trừ họ Như vậy thì sự giáo dục của bạn Đã hoàn toàn thất bại rồi Trong tăng đoàn của Thích Ca Mâu Ni Phật Chưa thấy qua hai chữ khai trừ này Phật luôn tận tâm để cảm hóa những vị đệ tử của Ngài những người không có thiện căn thì thời gian cảm hóa dài một chút những người có thiện căn sâu dày thì thời gian cảm hóa rất mau chỉ có mấy tháng hoặc một hai năm thì họ quay đầu trở lại rồi người có thiện căn kém một chút thì có khi phải cần đến vài năm mười mấy năm hai ba mươi năm thì mới chuyển trở lại phật không bỏ họ trong cửa nhà Phật không bỏ một ai Đây gọi là giáo dục Giáo dục nhất định phải bắt đầu làm từ nơi bản thân mình Cho nên Phật là cảm hóa nhiều người như vậy Khổng lỗ phu tử cũng cảm hóa được nhiều người như vậy Là nguyên nhân gì? Những điều các ngài đã nói Cả thảy các ngài đều làm được rồi Vậy bạn không vọng ngữ Thì các ngài đã làm được không vọng ngữ Vậy bạn không nói hai lời Thì các ngài làm được không nói hai lời Cho nên đệ tử không có ý kiến Đời sau Những gì Pháp Sư Đại Đức dạy học Thì sức cảm hóa này rất yếu Là nguyên nhân gì Vậy bạn không vọng ngữ Nhưng họ vẫn vọng ngữ Người ta sẽ nói bạn đây không phải là lừa gạt người hay sao Cho nên người khác không tin Cho nên thành tích Giảng dạy Không bằng người xưa Hiệu quả dạy học không những không bằng phật bồ tát mà còn kém hơn tổ sư đại đức rất nhiều chúng ta nên biết cái đạo lý này thì mới biết được bản thân mình nhất định phải nỗ lực chăm chỉ tu hành bản thân mình thật sự có thành tựu thì mới cảm hóa được người khác mới có thể làm công tác dạy học ở thế gian này trong tất cả các ngành nghề thì dạy học là công việc thù thắng nhất những người làm công việc dạy học Đều là thánh hiền của thế gian Đây là người thông minh bậc nhất Đến thế gian này là Để hy sinh cống hiến Trong Phật Pháp Có câu thuật ngữ là Cứu độ tất cả chúng sanh Bản thân bạn phải làm gương cho mọi người xem Thì bạn nói người ta mới tin Thích Ca Mâu Ni Phật những điều Ngài nói cả một đời Thì Ngài hoàn toàn làm được Tuyệt đối không có câu nào Ngài nói mà Ngài không làm được Không có chuyện này Khổng lỗ phu tử cũng là như vậy Cả cuộc đời của khổng tử Làm công tác dạy học Chỉ có năm năm Thời gian không dài Khổng lão phu tử Cũng là thị hiện ra Lúc tôi vẫn còn đang cầu học Đã từng tỉnh giáo qua Với lý lão sư tổng lão phu tử có phải là Phật Bồ Tát ứng hóa ở Trung Quốc không? Lão sư lý trả lời là vì mặt lý thì nói thông, vì mặt sự thì không có chứng cứ. Câu trả lời này chúng ta phải nên học tập. Vì mặt lý thì nên lấy thân gì để độ thì liền hiện ra thân đó. Vì mặt sự thì không có chứng cứ Cho nên chúng ta khẳng định Đó là Phật Bồ Tát Tái Lai Thiện căn Phước Đức Của người Trung Quốc So với người Ấn Độ xưa Thì vẫn còn kém hơn một bậc Người Ấn Độ xưa thích tu hành Luôn luôn mong muốn chấm dứt sanh tử ra khỏi tam giới người trung quốc thì không có cái ý niệm này người trung quốc là cầu công danh phú quý người trung quốc học hành trong ý niệm luôn luôn nhớ tam bất hủ là lập công lập đức lập ngôn không có ý niệm xuất thế cho nên không có ý niệm ra khỏi sáo cõi luân hồi không có Phật Bồ Tát đến Trung Quốc Thì hiện làm khổng tử Làm mạnh tử Điều này là có đạo lý Cho nên khổng lão phu tử Các ngài đã biểu hiện Sự thành tựu đạo đức học vấn Của bản thân mình Sự thành tựu này Chúng ta từ nơi trình độ thấp nhất mà nói Chính là lời nói việc làm thống nhất Trong ngoài như một không có một chút nào giả dối Khổng lồ phu tử đã thật sự làm được rồi Ngài đã chu du liệt quốc Đi khắp nơi quần dương đạo lý của Ngài Không ai chịu dùng Ngài Ngài đã từng đi bái kiến rất nhiều chư hầu đại thần của rất nhiều quốc gia Họ nghe lời của Ngài nói Còn rất tán thán Nhưng chẳng có ai mời tỉnh Ngài Trọng dụng Ngài Cho nên cuối cùng khổng tử Phải trở về quê Trở về quê nhà dạy học Ngài trở về quê nhà vào năm 68 tuổi Tôi đã lớn rồi Ngài qua đời vào lúc 73 tuổi Cho nên Ngài dạy học chỉ có năm năm Nhưng mà sự thành tựu của 5 năm dạy học Được hậu thế tôn xưng ngài là Dạng thế sư biểu Ở mọi quyền thị của đại lục Trung Quốc Đều có xây biếu của khổng tử Để tưởng niệm ngài Tôi nghĩ là lúc khổng lộc phương tử còn tại thế Vẫn không ngờ có chuyện này Năm xưa nếu như có chư hầu nào thỉnh Ngài làm quan tể tướng Thì Ngài đi làm quan rồi Tôi nghĩ sự thành tựu cao nhất của Ngài Chỉ giống như chu công Như quảng trọng vậy Những người này Thì hậu thế không có xây biếu Để tưởng nhớ họ Không có cái chuyện này Từ ở chỗ này Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát Thì công đức của việc dạy học là quá lớn Thích Ca Mâu Ni Phật Là cổ Phật tái lai Không phải thị hiện thành Phật Trong đời này Là cổ Phật tái lai Thị hiện tám tướng thành đạo Thân phận của Ngài là hoàng tử Có thể kế thừa ngôi vua Ngài bỏ ngôi vua Người thế gian thì mong cầu Có cầu cũng không được Ngài thì có tất cả Nhưng lại hoàn toàn xả bỏ Ngài thì hiện xuất gia Tu đạo Ý nghĩa của việc thì hiện này Rất sâu Chính là nói cho bạn biết Xuất gia tu đạo hoàng pháp lợi sanh thì thù thắng hơn việc làm quốc dương Quốc dương không thể sánh cùng Ngài Cũng là thể hiện ra bất kỳ nghề nghiệp nào trong thế gian này Cũng không bằng việc xuất gia tu đạo Xuất gia tu đạo là giúp cho chúng sanh giác ngộ Là giúp cho chúng sanh chấm dứt sanh tử ra khỏi tam giới là giúp cho chúng sanh chuyển phạm thành thánh. Bạn nói xem cái sự nghiệp này to lớn cỡ nào? Thích Ca Mâu Ni Phật làm công tác dạy học năm mươi năm. Chúng ta nói từ đầu đến cuối là năm mươi năm, là gấp mười lần thời gian của khổng lão phu tử thống lão phu tử chỉ dạy có 5 năm Thích Cà Mô Ni Phật dạy học 50 năm Khổng tử dạy con người cả một đời Bắt đầu từ khi còn trong thai Từ thai giáo Đến khi già chết Giáo dục cả một đời Thích Ca Mâu Ni Phật thì giáo dục ba đời Ở trên kinh Phật thường nói Chúng ta có đời quá khứ Đời hiện tại, đời dị lai Phạm vi giảng dạy của khổng tử là ở cõi người Phạm vi giảng dạy của Phật là mười pháp giới Đương nhiên là công đức đó không thể sánh bằng với phật chúng ta từ ở chỗ này mà thể hội sau đó niềm tin học phật của chúng ta càng thêm vững vàng có người hỏi học phật có cần xuất gia hay không không nhất định xuất gia thì cần phải xem duyên phận của mỗi người không nên chấp trước trên thực tế năm xưa thế tôn còn tại thế dùng thân tướng phật để thị hiện không phải có một mình ngạc à, mà còn có cư sĩ duy ma đó cũng là một vị phật thị hiện ở thế gian này của chúng ta lấy thân phận tại gia mà thị hiện chúng ta nên biết điều này Lúc đó đồng thời Có hai vị Phật ở thế gian Một vị là Phật tại gia Một vị là Phật xuất gia Các vị đệ tử của Thế Tôn Các bạn Xem thấy Ngài Xá Lợi Phất Ngài Một Kiền Liên Các vị đệ tử xuất gia này khi gặp cư sĩ Duy Ba Bạn xem thấy họ đều cung kính lễ lại Giống như đối với Thích Ca Mâu Ni Phật vậy Đảnh lễ ba lại Đi vòng bên phải ba vòng Cư sĩ Duy Ba giảng kinh thuyết Pháp Thì người xuất gia rất là cung kính giống như đối với thức ca mâu ni phật vậy cho nên chúng ta biết được phật pháp là sư đạo trong việc giáo học thì lão sư là người lớn nhất cho nên không cần hỏi thân phận của lão sư nam nữ già trẻ tại gia hay xuất gia chỉ cần họ thân tòa giảng kinh thì họ là người lớn nhất phật đã thể hiện cho chúng ta xem hay vô cùng phật làm cho các vị đại bồ tát đại a la hán nhìn thấy trưởng giải duy ba thì vô cùng cung kính giống như đối với phật vậy chẳng có tâm ngạo mạn chút nào Đem toàn bộ Giáo nghĩa của Phật Pháp Đại Thừa Ở trong cái hình tướng này Hiển lộ ra Không thiếu sót Người xuất gia đời này Người xuất gia so với người tại gia Bị chướng ngại nghiêm trọng hơn Nghiêm trọng ở chỗ nào là ngạo mạn Nhìn thấy cư sĩ giảng kinh Thì họ đều xem thường Đều cho rằng cư sĩ so với người xuất gia thì thấp kém hơn Điều này là sai rồi Nếu các bạn tỉ mỉ mà quan sát Trong lịch sử 2000 năm của Trung Quốc Trong Phật môn của chúng ta Bạn nhìn thấy sự truyền thừa của chư vị tổ sư Điều này thì người học Phật Đều biết được Gọi là Pháp tử Truyền Pháp cho Pháp tử Có rất nhiều người được Tổ sư Đại Đức truyền Pháp Trong đó cũng có cư sĩ Chính là trong cao tăng truyền Trong Lịch sử cũng có ghi chép từ ở chỗ này bạn có thể thấy được phật pháp là giáo học là giáo dục đệ tử đắc pháp thật sự ở trong giáo học họ được khai ngộ được chứng quả đệ tử truyền pháp đích thực là không có phân biệt nam nữ già trẻ ta thật sự hiểu được cái đạo lý này thông suốt cái chân tướng sự thật này thì học phật trước tiên phải tiêu trừ phiền não tập khí của chính mình phải buông bỏ sau khi buông bỏ phiền não tập khí thì bạn mới có thể học kinh giáo vì sao vậy vì bạn đã khai ngộ rồi sau khi ngộ bắt đầu tu thì nhanh bạn sẽ không hiểu sai ý của kinh sẽ không giải sai nghĩa kinh thật đúng với lời mà cổ nhân đã nói nghe một ngộ ngàn lần nghe một hiểu mười bạn có cái khả năng này thì bạn học kinh giáo rất dễ dàng cho nên học kinh giáo thì trước tiên phải đoạn phiền não sau đó mới học kinh giáo chưa đoạn phiền não mà học kinh giáo thì rất khó khăn rất khổ hơn nữa thường giải sai ý nghĩa của kinh giải sai ý nghĩa của kinh thì phải gánh chịu nhân quả cổ đại đức có nói Chuyển ngữ sai một chữ Đọa làm thân hồ ly 500 kiếp Công án này là của thiền sư Bá Trượng Đồng tu trong Phật môn Về cơ bản để biết chuyện này Đó là do nguyên nhân gì? Vì phiền não thập khí chưa đoạn mà học kinh giáo mới xảy ra sự sai lầm này Cho nên phần dạy cho chúng ta Trước tiên phải đoạn phiền não Sau đó mới học pháp môn Pháp môn vô lượng thể nguyện học Là sau khi đã đoạn phiền não rồi Phiền não mà chưa đoạn chúng ta học một bộ kinh hoặc hai bộ kinh vẫn là dùng để đoạn viền não chính là ở phía trước tôi đã chia sẻ với các vị chúng ta học một hai bộ kinh này là một lần hoàn thành giới định huệ tam học dùng phương pháp của kinh giáo để đạt được phiền não vô tận thầy nguyện đoạn mục tiêu của chúng ta là chỗ này phương pháp của tôi là dùng kinh giáo điều này là chính xác rồi nhất định ở trong kinh giáo này mà khế nhập tam muội chúng ta học kinh vô lượng thọ Nếu như bạn dùng phương pháp này Mỗi ngày đọc tụng Không biết một lúc nào Thì vô lượng thọ tam muội Của bạn liền hiện tiền Vậy là bạn đã nhập cảnh giới rồi Bạn ở chỗ này mà thành tựu giới định huệ tam học Sau khi đạt được tam muội Thì khẳng định bạn sẽ khai trí huệ ý nghĩa của kinh sẽ lý giải được chính xác không phải là để nghiên cứu vừa nghiên cứu thì hỏng rồi nghiên cứu là ý thức thứ sáu cho nên phật pháp không nói nghiên cứu mà là nói tham cứu thiền tông thì gọi là tham thiền bên giáo thì gọi là tham cứu tham cứu và nghiên cứu có gì khác nhau nghiên cứu là dùng tâm ý thức tham cứu thì không dùng tâm ý thức vậy như thế nào mới gọi là không dùng tâm ý thức trước tiên bạn phải hiểu ý nghĩa của tâm ý thức là gì tâm là a lại gia tác dụng của a lại gia là lưu lại ấn tượng Ý là mặt na Là thức thứ bảy Tác dụng của mặt na là chấp trước Thức là ý thức thứ sáu Tác dụng của ý thức thứ sáu là phân biệt Không dùng tâm ý thức Vậy là đã hiểu rồi Không phân biệt Không chấp trước Không lưu lại ấn tượng Đây gọi là không dùng tâm ý thức không dùng tâm ý thức thì gọi là tham cứu dùng tâm ý thức thì gọi là nghiên cứu cho nên nghiên cứu thì sẽ không khai ngộ tham cứu thì được khai ngộ tham cứu là dùng chân tâm nghiên cứu là dùng vọng tâm là tâm thức tâm thức thì không thể khai ngộ cho nên bạn phải bỏ nó đi Không cần nó Không cần nó Vì là bạn dùng là chân tâm Trong chân tâm không có phân biệt Không có chấp trước Không có vọng tưởng A là giá thức chính là vọng tưởng Chỉ cần bạn luyện tập trong cuộc sống hàng ngày sử sự, sự đối nhân tiếp vật đều không dùng tâm ý thức là bạn biết dùng công bằng dụng công là thượng thượng tầng công phu trong cuộc sống không dùng tâm ý thức trong công việc không dùng tâm ý thức sử sự, sự đối nhân tiếp vật đều không dùng tâm ý thức thì trong đời này làm sao mà bạn không được thành tựu chứ lão cư sĩ hạ liên cư đã nói một câu ý nghĩa rất sâu chúng ta phải hiểu ý của ngài nếu như hiểu sai ý của ngài vậy là vẫn không thể thành tựu nghe nói ba năm không nói chuyện thì bảo đảm bạn sẽ khai ngộ ba năm có thể không nói chuyện nhưng vẫn còn suy nghĩ lung tung vậy thì cũng vô ích tôi bổ sung một câu đảm bảo bạn sẽ không khai ngộ nghe nói ba năm không nói chuyện là ba năm không dùng tâm ý thức thì đâu có đạo lý nào mà không cai ngộ cho nên bạn phải biết không nói chuyện không được khởi vọng tưởng khởi vọng tưởng là sai rồi chân thật thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác cho chính mình thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm trong kinh vô lượng tọ nói thanh tịnh bình đẳng giác là biệt danh của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên phổ vi thập phương thuyết vi diệu pháp. Như thị chư Phật các các an lập vô lượng chúng sanh ư phật chánh đạo cái câu này quan trọng vô cùng đến chỗ này chúng ta mới hiểu được tất cả chư phật như lai pháp thân bồ tát cho đến chư đại a la hán các ngài ứng hóa đến thế gian này để làm gì chính là làm cái công việc này mục đích của các ngài là an lập chúng sanh trong phật chánh đạo cái câu này chúng tôi thường nói là giúp cho tất cả chúng sanh chuyển phàm thành thánh đây là nói từ trên quả nếu nói từ trên nhân chính là giúp cho tất cả chúng sanh chuyển mê thành ngộ chuyển mê thành ngộ là nhân chuyển phàm thành thánh là quả Phật là gì cái công việc này Phật giáo hóa chúng sanh như thế nào Hiện tướng mà giáo hóa Chúng ta đều biết Ở trong kinh chúng ta đọc qua Tám tướng thành đạo là giáo hóa tôi xin nói rõ hơn một chút nói dễ hiểu hơn một chút là đang diễn kịch biểu diễn thể hiện ra cho chúng ta xem khiến cho những người chúng ta mỗi ngày nhìn thấy nhìn thấy lâu rồi sẽ đột nhiên đại ngộ Sẽ nhìn ra con đường này Vì thì bạn được thọ dụng Phần trước tiên thì hiện tướng Sau đó mới có thuyết pháp Nếu như chúng ta Không có một tướng hảo nào Thì bản thân mình không thể thành tựu Hình tướng hảo là từ nơi tâm chân thật tự nhiên mà thành tựu Không phải là giả tạo Giả tạo thì không phải là Phật Vậy thì là ai? Là ma Trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói 51 loại ấm ma Đều là giả tạo tướng họ đã hiện ra nếu như bạn sơ ý không cẩn thận thì bạn sẽ xem họ giống như phật bồ tát vậy dường như là không khác với phật bồ tát tướng ảo trang nghiêm hình như là họ cũng có thiện tâm thiện hạnh thiện ngôn làm sao để phân biệt họ không phải là thật người sơ học chúng ta thực tại mà nói không có khả năng phân biệt trước đây lão sư lý có dạy cho chúng tôi phân biệt giữa ma cùng phật phật là thuần thiện thuần tịnh Ma cũng thiện, cũng tịnh, nhưng không thuộc Họ cũng giáo hóa chúng sanh Thí dụ như dạy cho bạn 100 câu Thì 99 câu là giống như Phật nói Nhưng trong đó có một câu khác với lời Phật nói Câu đó là độc hại đó chính là cái gốc của địa ngục cho nên phân biệt giữa ma cùng phật thật sự là không phải dễ người học phật dễ bị ma chướng chúng tôi đã gặp qua nhiều rồi hễ là người gặp ma chướng đều là rất dụng tâm rất chăm chỉ rất nỗ lực rất tinh tấn thì họ sẽ bị ma chướng nếu như bạn giả tu hành Không phải thật tu hành Thì ma không đến tìm bạn Vì sao vậy? Vì ma nhìn thấy rất rõ ràng Bạn sẽ không được thành tựu Bạn nhất định là ở trong lục đạo luân hồi Bạn vẫn còn đọa ba đường ác Ma thì rất thích người bị đọa trong ác đạo Cho nên ma không đến tìm bạn gây phiền phức Nếu như bạn chân thật tu hành Thật sự có thể ra khỏi tam giới Thì ma lo sợ Ma sẽ đến gây khó khăn cho bạn những năm gần đây chúng ta nhìn thấy người bị ma chướng rất nhiều thật sự là người rất dụng công rất nỗ lực thấy người này tốt vô cùng học phật chưa được mấy năm thì bị ma chướng người thế gian thông thường chúng ta bị bệnh thần kinh tức là thần kinh phân liệt đến kết quả cuối cùng đều phải đưa đến bệnh viện thần kinh tiền đồ của cả cuộc đời đã bị hủy hoại thật là đáng tiếc hơn nữa có rất nhiều người học gì rất cao tôi đã gặp được rất nhiều người nhà của họ đến hỏi tôi có cách nào để cứu họ không thì câu đầu tiên tôi hỏi họ có phải là anh ấy rất thích thần thông hay không? Có phải là rất thích cảm ứng hay không, đúng vậy. Quả là từ nơi chỗ này. Ham thích thần thông, ham thích cảm ứng thì bị ưu ba quỷ quái lường gạt rồi. Phật Bồ Tát có thần thông hay không? Có. Phật Bồ Tát nhất định không dùng thần thông làm Phật sự công việc phật sự này chính là giáo học tuyệt đối không dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh vì sao vậy vì phật bồ tát dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh thì cũng giống như yêu ma quỷ quá vậy vậy thì chúng ta đối với cái gì là phật cái gì là ma chúng ta chẳng có cách gì phân biệt có cách nào phân biệt cho nên phật dùng giáo học yêu ma quỷ quái không biết giảng kinh không biết giáo học ma chỉ biết hiện thần thông cho nên phật không dùng cách này phật dùng những điều mà ma không làm được để thể hiện chúng ta không thể không biết cho nên học phật nhất định phải y theo kinh giáo Đặc biệt là trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật sắp diệt độ Ngài đã nói cho chúng ta Tứ Y Pháp Nếu như chúng ta có thể tuân theo Thì nhất định sẽ không đi sai đường Câu thứ nhất trong tứ y pháp là Y pháp bất y nhân Pháp là kinh điển Nhất định phải y theo kinh điển kinh điển là do phật nói câu thứ hai là dạy cho chúng ta ý nghĩa bất y ngữ cái câu này rất quan trọng phật biết tương lai phật pháp sẽ được lưu truyền đến các quốc gia nhất định phải nhờ vào sự phiên dịch chúng ta ngày nay chúng ta đọc kinh văn là bản trung văn là được dịch từ phạn văn Ấn Độ dịch sang Trung văn có rất nhiều người hỏi sự phiên dịch này có đáng tin hay không có dịch sai không thì Phật đã nói ý nghĩa bất y ngữ lời nói nhiều hay nói ít cũng không sao ý nghĩa đúng thì được rồi trong quá trình dịch kinh này chúng ta đã nhìn thấy thí dụ như Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Quốc Có 12 loại bản dịch Nhưng vì thời gian lâu như vậy Đã có nhiều bản bị thất truyền Hiện nay còn lưu truyền lại Có 5 loại bản dịch năm loại bản dịch này Chúng tôi đã đọc qua thật sự Có sự thêm bớt vào đó Thật sự là khác nhau Hơn nữa có sự thêm bớt rất nhiều Chúng ta phải nên tin lời của Cổ Đại Đức nói Cổ Đại Đức nói với chúng ta Kinh Vô Lượng Thọ Chắc chắn Kinh Vô Lượng Thọ năm xưa Thứ Câm Ni Phật còn tại thế Đã tuyên giảng nhiều lần Không giống như những bộ kinh khác Những bộ kinh khác Phật chỉ giảng có một lần Một đời chỉ giảng có một lần Không có giảng lần thứ hai Kinh Vô Lượng Thọ khẳng định là được giảng rất nhiều lần Giảng rất nhiều lần là nói rõ pháp môn này quan trọng hơn tất cả Cho nên hiện nay Năm loại bản phiên dịch này Có nhiều chỗ thêm bớt Chỗ thêm bớt rõ ràng nhất Chính là những lời nguyện Những lời nguyện trong năm loại bản dịch gốc Có bản là 24 nguyện Có bản là 36 nguyện Có bản là 48 nguyện có được ba cách dịch Cho nên cổ nhân có đói trong lúc phiên dịch Không thể nào có sự khác nhau nhiều như vậy Khẳng định là nguyên bản Phạm văn của Kinh Vô Lượng Thọ Được truyền đến Trung Quốc Có ba loại nguyên bản khác nhau Ba loại nguyên bản khác nhau Khẳng định là được giảng ba lần Ở ba chỗ khác nhau Kinh Kim Cang có sáu loại bản dịch, hiện tại các bạn thấy ở trong Đại Tạng Kinh sự khác biệt không nhiều, không có sự khác biệt lớn lắm. Điều này chắc chắn là nguyên bản Phạn văn chỉ có một bản, có sáu người phiên dịch. Đương nhiên sáu người phiên dịch thì sẽ khác nhau, nhưng vì tổng thể thì như nhau. Điều này nói rõ là chúng ta ý nghĩa bất y ngữ, bất luận là loại bản dịch nào bạn y theo đó mà tu học đều có thể thành tựu không nên phân biệt không nên chấp trước chúng ta có phân biệt có chấp trước thì bạn rơi vào trong ý thức những điều bạn học được chỉ là phật học là một loại học vấn của thế gian bạn không có được nghĩa thú của phật pháp bạn cũng không có được công đức lợi ích chân thật bạn không thể nào mà không biết câu thứ ba nó càng hay hơn y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa câu nói này rất quan trọng cái gì gọi là liễu nghĩa liễu nghĩa cùng bất liễu nghĩa không có tiêu chuẩn tuyệt đối sự liễu nghĩa này đối với chính bản thân mình mà nói đối với ta có sự thọ dụng thì gọi là liễu nghĩa Nguyện vọng học Phật của ta Có thể khiến cho ta trong cuộc đời này Đạt được sự viên bản Đây là sự liễu nghĩa của ta Nguyện vọng của mỗi một người học Phật không như nhau Có người học Phật Hoàn toàn là chẳng muốn sanh về thế giới cực lạc Họ cảm thấy cái thế gian này vẫn còn tốt đẹp Mong muốn đời sau có thể được thân người Vẫn có thể hưởng thụ phú quý của nhân gian Cái nguyện vọng này của bạn Bạn theo kinh điển Phật dạy mà tu Quả nhiên sẽ đạt được kết quả Đây chính là liễu nghĩa của bạn Có những đồng tu chúng ta ngày nay tâm lượng rất lớn Không muốn ở trong sáu cõi luân hồi chịu khổ chịu nạn nữa Mong muốn sinh về thế giới cực lạc Bạn tu học cái pháp môn này Trong đời này của bạn Đích thực được giảng sanh về thế giới cực lạc Thì bộ kinh này đối với bạn là Liễu nghĩa Cho nên liễu nghĩa có nhiều tầng lớp Không như nhau Thỏa mãn nguyện vọng của chính mình Xin nói với các bạn Cách đơn giản nhất là thỏa mãn được Mong muốn của bản thân mình Thì đây là liễu nghĩa Cái câu cuối cùng này nói rất hay Ý trí bất ý thức Cái câu này mới thật sự dạy cho bạn đạt được Sự liễu nghĩa Chúng ta y theo đó Là nói thái độ tu học của bản thân mình Chúng ta nên ý trí không nên ý thức Thức là gì? Là phân biệt chấp trước Ở trong trí không có phân biệt chấp trước phật đã dạy cho người đời sau như vậy người đời sau phải y theo những câu này của phật vậy giống như chúng ta đang ở bên phật vậy giống như chưa rời xa phật điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong cuộc sống hàng ngày thực sự thành tựu tự lợi lợi tha xa lìa tất cả tội nghiệp thành tựu tất cả công đức thì bạn phải biết tướng nhiếp pháp thế tôn đã dạy tướng nhiếp pháp Là đem tất cả pháp môn chúng ta tu học Thật sự Áp dụng trong cuộc sống của chính mình Thật sự được thọ dụng Trong những năm gần đây Chúng tôi ở nơi đây Giao lưu với chính tôn giáo ở ước châu và ở các khu vực các quốc gia khác chúng tôi giao lưu với các tôn giáo khác các chủng tộc khác chúng tôi y theo pháp gì là y theo tứ nhiếp pháp phải nên học tứ nhiếp pháp là cuộc sống của bồ tát chúng ta phải sống cuộc sống của phật bồ tát Chính là tứ nhiếp pháp Điều thứ nhất trong tứ nhiếp pháp Là bố thí Sự bố thí này Cùng với ý nghĩa của bố thí trong lục độ là khác nhau Mục đích của bố thí trong lục độ là Đoạn trừ lòng tham Bản thân chúng ta phải biết điều này Đây chính là thành tựu đức hạnh cho bản thân mình Tứ nhiếp pháp nếu dùng lời hiện nay mà nói chính là bốn mối quan hệ hiện nay gọi là công quan là bốn mối giao tế là bốn phương pháp giao tế qua lại giữa người với người cho nên mục tiêu của nó là có thể cùng với tất cả chúng sanh sống hòa thuận với nhau cho nên sự bố thí này không phải là đoạn lòng tham, không phải lấy cái này làm mục tiêu. Vậy lấy cái gì làm mục tiêu? Lấy sự xây dựng cảm tình. Lấy việc này làm mục tiêu, cho nên chúng ta phải biết sự bố thí này, bố thí để xây dựng cảm tình. Tôi thường nói là phải thường mời dùng cơm, tặng lễ vật Bố thí của tứ nhiếp Pháp là những việc này Bạn giao lưu với người ta Thì phải mời ăn tiệc Tặng lễ vật Người Trung Quốc nói lễ nhiều Người không trách Cho nên chúng ta phải học điều này Những lúc bạn giao lưu với người ta Bạn phải mời ăn cơm Tặng lễ vật Đến việc giảng kinh tôi cũng dùng tứ nhiếp Pháp Cho nên năm xưa Pháp sư Diễn Bồi Cùng chúng tôi qua lại đã lâu có một năm pháp sư gặp tôi ở singapore giảng kinh ngài mời tôi dùng cơm ở tiệm linh chi lần đầu tiên tôi đến tiệm cơm linh chi như ngài mời tôi lúc ăn cơm Ngài hỏi tôi Pháp Sư Tịnh Không có biết tại sao hôm nay tôi mời Pháp Sư dùng cơm hay không Tôi nói con không biết à Ngài mời con thì con đến Ngài nói hôm nay tôi mời Pháp Sư Là muốn thịnh giáo Pháp Sư một vấn đề Tôi nói thịnh giáo thì con không dám Vì Ngài là bậc tiền bối trong Phật môn của chúng con Tôi nói Ngài có chuyện gì mà muốn tìm con vậy Ngài nói Pháp Duyên của ông rất thù thắng Ông có thể dạy cho tôi không Pháp Duyên của ông làm sao mà có được vậy Tôi nói điều này rất đơn giản Là mời dự tiệc và tặng lễ vật Khi chúng tôi đi giảng kinh Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới Trước khi đi đến đó Thì lễ vật để kết pháp duyên Đã được gửi đến trước rồi bằng xem lần đầu tiên tôi đến thành phố Cô La Lam Bùa. Do Lý Kim Hữu mời tôi đến giảng kinh Chúng tôi tổ chức hai ngày pháp hội Tôi nghe nói lễ vật dùng để tặng được Chuyển đi là Hai xe tải Lễ vật kết pháp duyên Phải tặng lễ vật Phải mời khách Ngài nghe những lời này của tôi Thì Ngài nhíu chân mà Ngài nói tôi rất cô hạc lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của cô hàng là gì vì sao đi hỏi thì biết là hà tiện tôi mới biết được cho nên nhất định phải biết điều này khi chúng ta đi thăm viếng người quen thì phải lễ phép chu đáo phải mang theo lễ vật để tặng là biểu lộ sự quan tâm của chúng ta cảm tình được xây dựng từ chỗ này cái phương pháp này của Phật dạy là rất vi diệu Cho nên tôi thường nói Hai vợ chồng mà hiểu được tứ nhiếp pháp Thì cặp vợ chồng đó trăm năm hạnh phúc Vì sao vậy? Vì chồng luôn nghĩ đến vợ tặng quà cho vợ Người vợ cũng thường nghĩ đến chồng Cũng thường tặng quà cho nhau Thì cảm tình đó càng sâu hơn Điều này rất là hay bạn có thể áp dụng trong nhà Cả nhà hòa thuận Gia hòa dạng sự hưng Tại vì sao gia đình bị tan dở Đều do không hiểu tứ nhiếp pháp Học Phật mà còn ly hôn Thì học Phật cũng uổng công Đâu có cái chuyện này Ở trong Phật Pháp đều là dạy điều tốt Mà thật sự chưa làm được Điều thứ hai là Ái ngữ Ái chính là ngày nay chúng ta gọi là Quan tâm chăm sóc lẫn nhau Dùng tâm chân thành quan tâm chăm sóc nhau Điều thứ ba là lợi hành Là hành vi tạo tác của chúng ta Đối với chúng sanh nhất định là có lợi ích Nhất định không có tổn hại Điều thứ tư là đồng sự Ngày nay nói đồng sự Tôi không phải theo cách của cổ nhân cách nói của cổ nhân là phải cùng làm việc với đối phương hiện nay làm việc chung với đối phương thì gặp rắc rối đối phương là người tham sân si mạng chúng ta làm việc chung với họ thì sẽ hỏng việc chẳng những công giúp được họ ngược lại là làm hại họ hại chính bản thân mình hôm nay tôi giảng đồng sự chúng ta làm chung với chư phật như lai chúng ta làm chung với chư đại bồ tát Điều này chẳng có sai chút nào Phải dùng phương pháp này Thì bạn mới có thể an lập Vô lượng chúng sanh Trong Phật Chánh Đạo Hiện nay trong thế giới này Có rất nhiều người Làm công việc Hóa giải xung đột Xuất tiến hòa bình Họ làm rất tích cực Tại vì sao tôi phải tham dự Tuổi tác đã lớn như vậy rồi Mà vẫn buôn ba khắp nơi tham dự hội nghị này Vì sao vậy Vì thấy họ rất nhiệt tình Làm cái công việc này Đã làm nhiều năm như vậy Vẫn chưa có kết quả Vẫn chưa có thành tích vì điều này mà tôi phải tham dự tại vì sao họ vẫn chưa có kết quả gì tại vì sao họ vẫn chưa có thành tích vì họ chưa hiểu được tứ nhí pháp tôi đi tham dự chẳng có việc gì chính là đem tứ nhí pháp nói cho họ biết nếu như họ hiểu được tứ nhí pháp thì việc hóa giải xung đột giúp cho thế giới hòa bình không khó cho nên chúng tôi đem tướng nhiếp pháp của phật pháp để về cho họ cho nên tôi phải đi tham dự hội nghị này lần này tôi tham dự hội nghị hòa bình đi ngọc quốc ở nhật bản tôi đã chuẩn bị lễ vật rồi mỗi một người đến tham dự hội nghị tôi đều tặng cho họ một phần lễ vật nhưng họ thì không có người nào tặng lễ vật cho tôi Mọi người ai ai cũng biết tặng lễ vật với nhau thì thiên hạ sẽ thái bình. Cho nên chúng ta phải bắt đầu làm từ nơi bản thân mình. Chúng ta phải học biết tặng lễ vật. Trong lễ vật, đương nhiên điều quan trọng nhất là phải đem giáo lý của Phật pháp giới thiệu cho họ. Đây là điều quan trọng nhất. Ngoài trừ điều này ra, vẫn còn cái dùng cái mặt cái ăn cũng đừng quên mọi thứ đều phải nghĩ chu đáo thì cảm tình này sẽ được xây dựng lên hy vọng sau khi họ học rồi cũng có thể giống như chúng ta đi phổ biến rộng rãi làm như vậy thì mới được hóa giải xung đột hòa bình mới thực hiện được hóa giải xung đột hóa giải đối lập xúc tiến an định hòa bình chúng ta hiện nay là đang ở trong giai đoạn này an lập vô lượng chúng sanh nơi phật chánh đạo chúng ta phải nhận thức rõ ràng đây gọi là khế cơ khế lý Đây là Phật Pháp Phật Pháp là Pháp giác ngộ Phật Pháp là Pháp khiến cho tất cả chúng sanh Liều khổ được vui Tuyệt đối đừng quên câu nói này Khiến cho tất cả chúng sanh liều khổ được vui Phương pháp có hiệu quả nhất là áp dụng tứ nhiếp pháp Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật